lật phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai nở buồn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắc rắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng bờ hồi, mời anh chạy hội. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Văn Triềm, trưởng thôn, lên đọc báo cáo tóm tắt truyền thống, thành tích và quá trình phấn đấu xây dựng Đảng Văn Hóa. Xin trân trọng kính mời. Cuộc rồi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, báo cáo kết quả xây dựng Đảng Văn Hóa Tân Hưng, xã Hưng Long. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, những năm qua trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn thử thách, cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Long, sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể xã, cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi và vinh dự được Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào quyết định công nhận làng văn hóa. Trong những năm qua không xảy ra tội phạm hình sự, tổ an ninh tích cực hoạt động, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, những dấu hiệu vi phạm pháp luật, quản lý tốt các đối tượng nghi vấn, nên trong nhiều năm nay làng không có đối tượng tiền án tiền sự vi phạm pháp luật. Có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, về công tác an ninh trật tự làng xóm, làng đã thành lập tổ hòa giải kết hợp chặt chẽ ban thanh tra nhân dân và tổ an ninh hoạt động có lề lết. Nhờ vậy nhiều năm qua tình hình an ninh trật tự an toàn làng xóm được đảm bảo, hoạt động hòa giải có hiệu quả, những mâu thuẫn bất hòa được giải quyết tại cộng đồng. Hàng năm làng duy trì tốt phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên giúp đỡ gia đình chính sách nhân ngày lễ Tết, xây dựng quỹ để nuôi đáp nghĩa, quỹ ủng hộ chất độc da cam, quỹ ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó, là quan tâm và động viên kịp thời tới các gia đình khó khăn. Các tổ chức đứng ra tín chấp để nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp cho các hộ trong làng phát triển kinh tế, nhân dân trong làng thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp đầy đủ các loại phí do nhà nước phát động. Mặc dù đời sống nhân dân còn khó khăn, song với sự đoàn kết của cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, với tinh thần đổi mới góp phần vào công việc xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh văn minh. Trong quá trình xây dựng làng văn hóa, cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng tuy gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Long, cán bộ nhân dân làng đã phát huy truyền thống quê hương, đạt được kết quả bước đầu đáng phấn khởi, và đến hôm nay làng Tân Hưng được công nhận danh hiệu làng văn hóa. Đây là niềm tự hào cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các lãnh đạo, các cấp, các phòng ban, ngành, đoàn thể, các cấp đã giúp đỡ chúng tôi đạt được kết quả như ngày hôm nay để tiếp tục giữ vững, duy trì kết quả làng văn hóa. Cán bộ, nhân dân làng Tân Hưng chúng tôi sẽ quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời kiên quyết khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại để giữ vững danh hiệu làng văn hóa, quyết tâm xây dựng nông thôn mới để quê hương ngày một đổi mới, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuối cùng, thay mặt cán bộ nhân dân làng Tân Hưng xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Duy Phú, Phó trưởng phòng văn hóa huyện Mỹ Hào lên công bố quyết định công nhận danh hiệu làng văn hóa. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Sau đây, tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào về việc công nhận làng văn hóa năm 2012. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào số 3081 QĐ UBND Mỹ Hào ngày 20 tháng 11 năm 2012 quyết định về việc công nhận làng văn hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 6 năm 2005, nghị định 121 ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Căn cứ quyết định số 62 ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, quyết định số 09 ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định tiêu chuẩn thủ tục công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và báo cáo của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, quyết định điều 1 công nhận làng Tân Hưng, xã Hưng Long đạt danh hiệu làng văn hóa năm 2012 kèm theo số tiền thưởng là 1.575.000 đồng. Điều 2, số tiền trên được trích từ quỹ khen thưởng ngân sách của huyện năm 2012, giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn xã Hưng Long thực hiện mua sắm bổ sung một các thiết chế văn hóa của làng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Điều 3, các ông Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Hưng Long và làng Tân Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện Nguyễn Thị Hằng đã ký. Sau đây tôi xin công bố quyết định thứ hai là việc hỗ trợ kinh phí cho làng Tân Hưng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào số 3077 QĐ UBND Mỹ Hào ngày 20 tháng 11 năm 2012 quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đối với làng đạt danh hiệu làng văn hóa năm 2012. Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ nghị quyết số 119 ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ làng khu phố văn hóa. Căn cứ quyết định số 22 ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban Nhân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức hỗ trợ làng khu phố văn hóa. Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và báo cáo của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, quyết định điều 1 hỗ trợ kinh phí cho làng Tân Hưng, xã Hưng Long đạt danh hiệu làng văn hóa năm 2012 kèm theo số tiền hỗ trợ là 5 triệu đồng. Điều 2, số tiền trên được trích từ quỹ khen thưởng ngân sách của huyện năm 2012, giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn xã Hưng Long thực hiện mua sắm bổ sung một các thiết chế văn hóa của làng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Điều 3,
các ông Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Hưng Long và làng Tân Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban Nhân huyện, Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng đã ký. Trên đây là toàn bộ nội dung quyết định của Chủ tịch Ủy ban huyện Mỹ Hào về công nhận và hỗ trợ kinh phí làng Tân Hưng, xã Hưng Long đạt danh hiệu làng văn hóa năm 2012. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng mãi mãi giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Phó trưởng phòng Văn hóa huyện. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa huyện lên trao giấy chứng nhận và phát biểu ý kiến động viên giao nhiệm vụ. Xin kính mời đồng chí. Xin mời đồng chí Bí thư chi bộ và đồng chí trưởng thôn lên nhận giấy chứng nhận. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị đại biểu tham dự buổi lễ, kính thưa các cụ cao niên, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay, cán bộ và nhân dân xã Hưng Long nói chung, cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng nói riêng rất vui mừng và phấn khởi, tự hào trong sự kiện lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa Tân Hưng do Ủy ban Nhân dân huyện trao tặng. Về dự buổi lễ trọng thể này, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo của huyện rất vui mừng và phấn khởi. Thay mặt cho Ủy ban Nhân dân huyện, ban chỉ đạo của huyện, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi người và mỗi cộng đồng dân cư. Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 khóa 8 đã nêu những nội dung và những giải pháp hết sức quan trọng nhằm xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, trong đó có giải pháp toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân. Đây là phong trào hàm chứa nội dung thi đua yêu nước mang tính xã hội rất rộng lớn và có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Xây dựng làng văn hóa chính là xây dựng cộng đồng dân cư để đạt tới những chuẩn mực cụ thể, mà ở đó nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được ổn định và từng bước được cải thiện. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp. Các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền của xã Hưng Long, từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền rộng khắp các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ đó đã tạo ra được sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận trong hành động của các tầng lớp nhân dân trong xã và thôn Tân Hưng. Từ đó đã thu được kết quả rất to lớn. Sau hơn 15 năm thực hiện phong trào, số làng đạt danh hiệu văn hóa trên địa bàn của toàn huyện đến nay của chúng ta đã đạt 75 trên 77 làng phố đạt danh hiệu.
chiếm 97,4%. Kết quả của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo nên nền tảng văn hóa xã hội ngày càng bền vững, là động lực thúc đẩy phát triển xã hội của huyện nhà. Kinh tế của huyện nhiều năm liên tục đạt với tốc độ cao. Năm 2013, tốc độ phát triển kinh tế đạt 12,23%. Chính sách an sinh xã hội của huyện được quan tâm, số hộ giàu hiện nay tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Năm 2013, hộ nghèo của huyện chỉ còn 3,5%. Chế độ chính sách người có công với nước được đảm bảo, các hộ chính sách có mức sống khá hoặc ngang bằng mức sống bình quân trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế ở mỗi địa phương được đầu tư phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thường xuyên được giữ vững. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đối với xã Hưng Long nói chung, làng Tân Hưng nói riêng, là vị địa phương nằm xa trung tâm của huyện, điểm xuất phát kinh tế còn thấp, điều kiện phát triển kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây là những yếu tố không thuận lợi tác động trực tiếp đến quá trình xây dựng làng văn hóa. Song với quyết tâm chính trị rất cao, Đảng ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và giành được những kết quả hết sức quan trọng. Đến nay, xã Hưng Long đã có 100% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa, trong đó có sự đóng góp rất lớn của cán bộ, nhân dân, đảng viên của làng Tân Hưng. Tân Hưng là một trong những làng được thành lập muộn so với đa số các đơn vị cư dân trong huyện. Theo lịch sử của xã thì trước năm 1945, tại xứ Gấp Nít chỉ có một hộ trong xã đến vỡ hoang lập ruộng. Sau đó có thêm 4 hộ gia đình đến vỡ hoang và dựng nhà tre tại đây. Vì thế nhân dân trong xã quen gọi là ấp Gốc Mít. Do yêu cầu phát triển của địa phương, các hộ sinh sống tại ấp Gốc Mít sau khi về định cư tại ấp Phú Sơn tiếp tục có biết phát triển mới và thành lập làm Tân Hưng trên mảnh đất từ thuở xưa do chính mình khai phá và đã tạo nên một khu dân cư mới trên địa bàn của xã Hưng Long. Là một làng được hình thành muộn với bao nhiêu điều kiện hết sức khó khăn, dân số ít, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, thôn chưa có chi bộ đảng, đảng viên thì ít, sinh hoạt ghép với các chi bộ khác. Song với ý chí và sự quyết tâm vượt bậc, nhân dân trong thôn đã đoàn kết bền bỉ, kiên trì, cần cù chịu khó, phá gò, san đất, phát nâu, phát sậy để cải tạo đồng chua đất phèn. Đến nay, cánh đồng của Gốc Mít đã trở thành những bờ xôi ruộng mật. Cùng với sự phát triển chung của xã, làng Tân Hưng đã từng bước hòa nhịp với sự phát triển chung với các thôn trong xã và đã đạt được thành tích rất to lớn và rất đáng trân trọng. Cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, luôn tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khắc phục những khó khăn thách thức với tinh thần phấn đấu cao vì lợi ích chung của cộng đồng, chủ động khai thác tiềm năng lợi thế, xây dựng khu dân cư từng bước có nền kinh tế phát triển. Thu nhập bình quân đầu người của Tân Hưng tăng hàng năm, đến nay số hộ giàu chiếm 31,5%, hộ khá và trung bình đạt 65,7%, hộ nghèo giảm chỉ còn 2,8%. Tỷ lệ này thấp hơn so với bình quân chung của toàn huyện. Không có hộ đói, tiện nghi sinh hoạt thiết yếu của nhân dân khá đầy đủ. Công trình nhà ở của 100% số hộ trong làng đều được ngói hóa. Trong đó có 20% số hộ trong thôn có nhà kiên cố cao tầng. 100% đường làng thôn xóm được đổ bê tông và vật liệu cứng. 100% số hộ được sử dụng điện, nước sạch, hợp vệ sinh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong thôn được đảm bảo. Với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ và kết quả đạt được của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Tân Hưng đã tạo nên sự cố kết cộng đồng chặt chẽ, tình đoàn kết được trân trọng, mọi người yêu thương, quý trọng, giúp đỡ nhau trong các đời sống xã hội, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước. Những kết quả và thành tích trên đã kết tinh thành chuỗi giá trị tinh thần rất đáng ghi nhận. Càng vinh dự hơn khi làng Tân Hưng hôm nay được công nhận là danh hiệu làng văn hóa do Ủy ban Nhân dân huyện trao tặng.
Thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của xã Hưng Long nói chung và làng Tân Hưng nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Hưng Long đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện còn bộc lộ một số những tồn tại hạn chế mà chúng ta cần được rút ra để tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo có lúc chưa được kịp thời và sát với kết phong trào thực tiễn. Một số kết quả duy trì phong trào còn chiếu thường xuyên, chất lượng có sự giảm sút, kinh tế phát triển chưa được có sự chuyển biến thực sự rõ nét, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp không ít khó khăn, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội còn xảy ra, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa có sự chuyển biến thực sự. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào văn hóa chưa được thường xuyên, phương pháp tổ chức chưa thật sự có sự hấp dẫn, việc khen thưởng thi đua, nêu gương điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức nên thực sự chưa được huy động và khích lệ một cách tổng hợp. Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng văn hóa phát triển một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền tảng xã hội vững mạnh trong tình hình hiện nay, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, nhất là cán bộ, đảng viên và nhân dân của làng Tân Hưng, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vượt qua những khó khăn thách thức, tập trung các nguồn lực để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau. Một là phải tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mà trọng tâm là xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên biểu dương các đơn vị làng văn hóa tiêu biểu, các mô hình tốt, nhân dân thường xuyên rà soát bổ sung thực hiện các quy ước, gương ước của làng, lồng ghép với phong trào xây dựng làng văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua yêu nước. Ba là phải tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, có biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thật sự là một cộng đồng dân cư tiêu biểu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn của xã Hưng Long. Bốn là phải cần tập trung thực hiện tốt công tác công khai và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cần chủ động huy động các nguồn lực cả về vật lực và trí lực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, chú ý đầu tư vào các tiêu chí để đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, dựng hệ thống giao thông thủy lợi, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung và trung tâm văn hóa, các sân chơi, bãi tập, các trang thiết bị khác để nhằm tạo điều kiện cho người dân vui chơi, giải trí, rèn luyện, nâng cao sức khỏe và hưởng thụ các giá trị trong sạch vững mạnh và chính quyền trong sạch vững mạnh hàng năm. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, với truyền thống vốn vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phát biểu ý kiến động viên. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Đào Quang Minh, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân huyện Mỹ Hào. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đang dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 hoàn toàn giải phóng và các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện quyết định số 3081 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào, căn cứ hướng dẫn của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mỹ Hào, căn cứ vào nghị quyết Ban Chấp hành Đảng ủy xã Long họp ngày 3 tháng 4 năm 2014 về việc
tổ chức đón danh hiệu làng văn hóa thôn Tân Hưng được Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào phong tặng năm 2012. Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2012, Ủy ban nhân dân xã Hưng Long cùng nhân dân thôn Tân Hưng long trọng tổ chức đón danh hiệu làng văn hóa do Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào công nhận năm 2012. Đây là phần thưởng vô cùng thiêng liêng cao quý đối với nhân dân thôn Tân Hưng vì đã dày công phấn đấu suốt cả một chặng đường gian nan vất vả. Qua nghe bản báo cáo kết quả xây dựng làng văn hóa thôn Tân Hưng do đồng chí Bùi Văn Triềm, trưởng thôn Tân Hưng thông qua, tôi hoàn toàn nhất trí cao thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Long xin chúc mừng thành tích mà nhân dân thôn Tân Hưng đã đạt được trong suốt thời gian qua. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, xây dựng làng văn hóa là mục tiêu lý tưởng của cộng đồng dân cư vì các tiêu chí của làng văn hóa rất gắn bó với đời thường, với nhân dân. Mà mọi người dân khi nghiên cứu 5 tiêu chuẩn của làng văn hóa do Ủy ban nhân tỉnh, Sở Văn hóa Thông tin quy định làm nền tảng để thôn xây dựng quy ước của làng, hương ước của làng. Thông qua hương ước của làng, mọi gia đình, dòng họ và nhân dân có ý thức thực hiện một cách hiệu quả để mỗi người dân cùng phải có ý thức vươn lên, không ngừng học tập và rèn luyện để trở thành những người công dân tốt. Mỗi gia đình, dòng họ phải có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đoàn kết, cùng nhau xây dựng gia đình văn hóa. Các dòng họ trong làng cùng nhau thi đua, chăm lo xây dựng các phong trào của địa phương, quyết tâm xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, xây dựng làng văn hóa đã khó, song việc duy trì các tiêu chuẩn của làng văn hóa để giữ vững danh hiệu làng văn hóa là một việc làm rất khó khăn đối với mỗi người dân trong thôn. Biết phát huy thế mạnh của địa phương, tuy thôn Tân Hưng mới được hình thành, tái lập lại, nhưng do sự đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân lại được sự quan tâm của chi ủy, chi bộ thôn Phú Sơn, sự năng động sáng tạo của trưởng thôn, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thôn, tôi tin tưởng rằng thôn nhà ngày một phát triển đi lên. Từ một thôn còn thiếu các đoàn thể trong thôn, đến nay các tổ chức chính trị của thôn đã hoàn thành đồng đều, khắp các hội viên đều tích cực tham gia sinh hoạt. Điều này đã góp phần làm cho khí thế của nhân dân được nhân lên. Từ một thôn kinh tế còn nghèo nàn, song đời sống của nhân dân đã vươn lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ giàu của thôn đã đạt 31,5%, số hộ nghèo giảm. Các công trình phúc lợi của địa phương được đầu tư xây dựng nhiều hơn. Con em trong thôn đã có ý thức học tập vươn lên, tích cực tham gia lao động sản xuất tại các công ty, nhà máy, đem lại về nguồn thu tài chính cho gia đình. Đặc biệt, năm 2013, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thôn đã triển khai chỉ thị số 21 của tỉnh ủy về công tác dồn đổi ruộng đất. Với ý thức quyết tâm của chi bộ và cán bộ thôn cùng với nhân dân, thôn đã tổ chức dồn đổi ruộng đất xong, số hộ một mảnh là đạt 61,4%, số hộ hai mảnh là đạt 38,6%. Đó là một sự quyết tâm lớn của nhân dân trong thôn. Tôi mong rằng sau đó làng văn hóa, nhân dân trong thôn cần tập trung những vấn đề chủ yếu sau. Một, tập trung xây dựng mô hình nông thôn mới. Các tiêu chí mà thôn phải thực hiện thì chi bộ, cán bộ và nhân dân tập trung bàn bạc cùng nhau quyết tâm xây dựng. Hai, thôn cần tập trung công tác đầu tư xây dựng đường làng ngõ xóm đảm bảo theo đúng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ba, sau dồn đổi ruộng đất, nhân dân trong thôn cần tập trung cải tạo hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng nhằm nâng cao giá trị canh tác trên ruộng đồng, đặc biệt là hệ thống giao thông phải đảm bảo theo quy hoạch đã được duyệt để đưa cơ giới vào đồng ruộng, giải phóng sức lao động cho nhân dân. 4.
thôn cần học tập các mô hình làm kinh tế nông nghiệp có hiệu quả để đưa vào áp dụng của thôn. Có như vậy thì kinh tế nhân dân mới được vươn lên rõ rệt. Cùng với việc phát triển kinh tế, các gia đình dòng họ phải tập trung xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân, giúp cho con em thôn Tân Hưng có ý thức học tập tốt hơn, chăm ngoan hơn để học sinh thôn Tân Hưng có nhiều em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng nhằm trang bị cho mình về kỹ năng sống tốt hơn, hạn chế các tai nạn xã hội. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong thôn hoạt động đi vào lề lết, ngang tầm với các thôn trong toàn xã. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, nhân dịp thôn Tân Hưng được Ủy ban nhân huyện Mỹ Hào công nhận danh hiệu làng văn hóa, đây là phần thưởng cao quý nhất của nhân dân. Tôi mong rằng thôn cần tập trung duy trì giữ vững danh hiệu, nhân dân phải tập trung xây dựng các phong trào của thôn để giữ vững danh hiệu mãi mãi là làng văn hóa. Cuối cùng, cho phép tôi thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đại biểu về dự, xin kính chúc các đồng chí đại biểu, khách quý mạnh khỏe, luôn quan tâm đến các phong trào của xã Hưng Long nói chung và thôn Tân Hưng nói riêng. Xin kính chúc các đại biểu tham dự buổi lễ đón làng văn hóa Tân Hưng mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc nhân dân thôn Tân Hưng đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, rất vui mừng và phấn khởi cho làng Tân Hưng hôm nay đón nhận danh hiệu làng văn hóa. Thì công ty xây dựng và thương mại Việt Long có về dự, có hoa và quà tặng cho làng. Thì xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thanh, giám đốc công ty lên tặng hoa, và xin mời đồng chí trưởng thôn lên nhận hoa. Xin cảm ơn đồng chí giám đốc công ty. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thị Tỉnh, bí thư chi bộ, lên đọc quyết tâm thư. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan chuyên môn của huyện và xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và sâu sắc, cùng với sự quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tình làng nghĩa xóm, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương hôm nay, cán bộ và nhân dân làng Tân Hưng đã được vinh dự tự hào đón nhận danh hiệu làng văn hóa. Đây là một điểm rất quan trọng về chính trị, xã hội trong lịch sử xây dựng và phát triển làng Tân Hưng, xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, là dấu ấn khó phai đối với mỗi người dân trong làng từ khi bắt tay vào xây dựng làng văn hóa. Nhân dân thôn Tân Hưng như được tiếp sức thêm sinh lực, vừa xây dựng vừa chăm lo đời sống văn hóa. Quy ước, hương ước của làng đã được soạn thảo, người dân trong làng được bàn bạc và thông qua. Cũng từ đó, người dân được nâng lên từng bước, bà con nhanh nhạy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng theo chỉ thị 21 của tỉnh ủy. Thay mặt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong làng, chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền, ngành đoàn thể huyện Mỹ Hào, xã Hưng Long. Xin được tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và phát biểu tại buổi lễ hôm nay đón nhận danh hiệu làng văn hóa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, chúng tôi xin hứa: một, chi bộ tập trung sức lãnh đạo, động viên nhân dân tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong năm dòng họ và cộng đồng dân cư, giữ gìn truyền thống nhân ái, tối nửa tắt đèn có nhau, thương yêu tôn trọng, không có sự phân biệt đối xử, sống chan hòa và bình đẳng, thân ái và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, coi trọng công tác
chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, động viên cộng đồng tiếp tục chung tay hợp sức xây dựng quê hương, làng xóm ngày một đi lên và phát triển giàu mạnh. 2. Mọi người trong nhà, trong cộng đồng được chấp hành tốt các chủ trương, chính sách đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ công dân. 3. Tích cực lao động, sản xuất, học tập, nâng cao sáng tạo, thường xuyên tiếp thu văn minh tiến bộ, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiết kiệm, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển, thường xuyên duy tu, củng cố đường làng ngõ xóm, mở rộng các ngành nghề kinh doanh và dịch vụ, phấn đấu tăng năng suất lúa bình quân thu nhập đầu người là 950 kg, tăng hộ giàu từ 30 đến 35%. 4. Tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, thường xuyên duy tu, nâng cấp thiết chế văn hóa, duy trì sinh hoạt và các câu lạc bộ, hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo sức khỏe cho nhân dân và mức hưởng thụ văn hóa về tinh thần cho nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền các quy định về hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, hiếu hỷ, các quy định về hiếu, việc tang, lễ hội của Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, phấn đấu ổn định tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, vận động nhân dân trong làng thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhà nước thường xuyên áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, 100% trẻ em được tiêm chủng và uống vaccine, hàng năm đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, chỉ đạo xây dựng mở rộng quỹ khuyến học, động viên các con em học sinh được học tập tiến bộ, duy trì nề nếp học tập, tổ vệ sinh môi trường, đảm bảo làng xóm được xanh sạch đẹp. 5. Hàng năm duy trì thực hiện lề lết sinh hoạt theo quy định đối với chi bộ và các ngành đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, duy trì chi bộ trong sạch vững mạnh, tiến bộ và xuất sắc. Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc toàn thể cán bộ và nhân dân làng luôn dồi dào sức khỏe, cùng nhau phấn đấu giữ danh hiệu làng văn hóa do Ủy ban Nhân dân huyện trao tặng. Xin trân trọng và cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư chi bộ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ cao tuổi, thưa toàn thể nhân dân, sau một thời gian làm việc tích cực, sôi nổi và trang trọng, thắm đượm nghĩa tình của quê hương, buổi lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa Tân Hưng hôm nay đã thành công tốt đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương Hưng Long. Tất cả đều hội tụ về đây để cùng chung vui với buổi lễ trọng thị này. Thay mặt ban tổ chức lễ hội Sang Long, xin trân trọng cảm ơn huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phòng văn hóa thông tin huyện Mỹ Hào và các cơ quan hữu quan huyện Mỹ Hào. Xin cảm ơn đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã và các quý vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể, các cơ sở thôn trong toàn xã. Cảm ơn các tập thể cá nhân đã tài trợ bằng tiền, bằng vật chất cho làng văn hóa Tân Hưng. Xin cảm ơn câu lạc bộ Kỳ Lân Thôn Đông Thanh. Cảm ơn cán bộ, diễn viên, công nhân viên Đoàn Nghệ thuật 2 nhà hát chèo Hưng Yên. Xin cảm ơn các đồng chí phóng viên đài báo đã cùng về dự đăng đưa tin về sự kiện văn hóa này của làng văn hóa Tân Hưng. Xin cảm ơn những người con của quê hương Tân Hưng đang học tập, lao động, công tác trên mọi miền đất nước đã gửi tặng hoa, gửi thư chúc mừng và những người đã về đây hôm nay chung vui cùng ngày hội lớn của làng. Xin cảm ơn toàn thể cán bộ và nhân dân làng văn hóa Tân Hưng đã chuẩn bị chu đáo để làm nên thành công buổi lễ hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã đến dự, đã phát biểu, đã mang những lời ca tiếng hát bằng tình cảm và trách nhiệm, đã ủng hộ bằng vật chất, bằng những vật kỷ niệm có ý nghĩa và những bó hoa tươi thắm, góp phần làm nên thành công buổi lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa Tân Hưng. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ, tôi xin tuyên bố buổi lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa Tân Hưng đến đây kết thúc. Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, an khang và hạnh phúc. Chúc toàn thể cán bộ, nhân dân Tân Hưng
luôn luôn đoàn kết, nhất trí cao, tiếp tục xây dựng quê hương luôn xứng đáng và giữ vững danh hiệu nàng văn hóa mà cấp trên đã trao tặng. Sau đây xin kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Thôi ạ. Sau đây thì xin kính mời toàn thể các quý vị đại biểu lưu lại để dùng bữa cơm thân mật với Tôn Tân Hưng. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ vang rộn ràng. Qua dịp con hú tre qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược phong ba. Ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa hối lang chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đó ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là với anh nga câu hò hò ơi gió đưa gió đẩy về đây ăn công về sông ăn cá về sông ăn cá về đồng ăn cua. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ vang rộn ràng. Qua dịp con hú tre qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược phong ba. Ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa hối lang chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đó ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi con ước lớn chạy xuôi. Đưa con thuyền cao nghiêng theo nhịp chèo với anh nga câu hò hò ơi. Gió đưa gió đẩy về đây ăn công về sông ăn cá về sông ăn cá về đồng ăn cua. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đó ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi.